Thì cũng đến giờ thì chúng ta bắt đầu học thôi ha. Thì về cái phần môn toán đó, trong cái kỳ thi đánh giá năng lực đó, thì cái kiến thức nó trải rộng lắm em. Các em có thấy cái màn hình chia sẻ của thầy không ạ? Em có thấy cái màn hình chia sẻ của thầy không? Thì nhắc lại là cái trong cái kỳ cái bài thi đánh giá năng lực môn toán nó có 10 câu thôi, nhưng mà cái phần kiến thức của nó trải rộng, thì hầu như là những cái kiến thức lớp 10, 11, 12 đều có hết không, và trong đó thì thầy thấy là đa số là nó là chương trình lớp 12. Thì ở trong chương trình lớp 12 đó, mặc dù cái kiến thức nó trải rộng nhưng mà ở cái mức độ sâu sắc của nó thì nó thường là nó không sâu sắc lắm, nó chỉ ở mức độ cơ bản thôi, không? Ở mức độ cơ bản thôi, cho nên mình sẽ ghi nhớ một cái số vấn đề cơ bản về cái những cái kiến thức đó, thì mình có thể suy luận ra, mình làm ra, mình giải được các cái câu hỏi về môn toán. Thì thứ nhất là cái kiến thức về cái đồ đồ thị và hàm số đó, thì ở cái đề thứ nhất này thì thầy giới thiệu cho các em đó, thì nó có phần đồ thị của hàm bậc 3, thì mình mới ghi nhớ là đồ thị của hàm bậc 3 đó, thì ở đồ thị của hàm bậc 3 thì mình thấy nó là khi mình vẽ cái trên cái hệ trục như thế này nha, thì đồ thị hàm bậc 3 thì nó sẽ trải từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng luôn, tức là miền giá trị nó từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng như thế này. Không. Tức là đồ thị hàm bậc 3 thì mình thấy là nó có mấy cái dạng thôi, đúng không? Chẳng hạn như dạng thế này. Thì có nghĩa là nó đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng luôn. Cho nên lúc nào nó cũng cắt cái trục Ox ít nhất tại một điểm. Không, ít nhất tại một điểm đây nè, đây là những cái điểm mà nó cắt trục Ox này. Điều này có nghĩa là cái đồ thị của hàm số cái phương trình Fx bằng 0 đó. Fx là cái hàm bậc 3 ha. Fx là hàm bậc 3. Thì cái phương trình Fx bằng 0 luôn có ít nhất một nghiệm. Thì mình lưu ý là cái đồ thị của hàm số mà cắt trục hoành. Không? Thì khi người ta nói cái đồ thị của một hàm số nào đó cắt trục hoành có nghĩa là cái phương trình Fx bằng 0 là nó có nghiệm. Không? Đấy. Thì cái phần hàm số không phải là mình chỉ ghi nhớ bao nhiêu thôi, thì ở đây tôi chỉ đưa từng buổi vô những cái nào tôi nhắc lại cái kiến thức liên quan đến cái đề mà thầy đưa vào đó, thì mình lưu ý mình xem lại, thấy không? Từ từ là mình sẽ nhớ hết, bởi vì cái kiến thức nó rất là rộng, cho nên là trong thời gian mấy tháng là mình không có thể nhắc là hết, mình nếu mình nhắc trước thì nó quên sau cũng vậy, thấy không? Cho nên là ở đây thì mình sẽ đưa vào một cái đề, rồi gọi là từ cái đề đó phân tích ra những cái kiến thức nào mình cần nhớ và có thể mở rộng thêm một số kiến thức liên quan luôn, thấy không? Đấy. Về cái phần số phức ở trong những cái đề đánh giá năng lực đó, thì các em nhớ cái phần số phức đó. Số phức thì cái chương trình 12 chúng ta mới học vào cuối cuối năm 12, cái phần đại số giải tích đó. Thì ở đây tôi sẽ nói kỹ hơn về phần số phức, là một cái số phức thì nó sẽ có cái dạng a cộng bi như thế này, thì trong đó a với b là các cái số thực, thấy không? A b là các số thực, còn y là cái đơn vị ảo, cái đơn vị ảo này nó có tính chất là bình phương lên là nó bằng âm một, thì mình biết là tất cả những cái số thực thì khi mà bình phương lên là lúc nào nó cũng không âm hết, đúng không? Đấy. Thì nó mở rộng ra tập số thức tập số số phức thì nó mới có cái vụ mà bình phương lên là số âm, thấy không? Cho nên người ta đưa vào một cái đơn vị ảo như thế này.
và nó thành lập một cái cấu trúc là A cộng BI, trong đó là AB là các số thực, phải không? Thì khi đó thì nó sẽ cái dạng này nó gọi là dạng đại số, dạng đại số của số phức, phải không? Thì trong cái dạng đại số này á, thì nó có cái z là cái gì z là nó gọi là phần thực á. Phần thực nó chính là a nè, tức là không cái số mà nó không gắn với y đó, là nó gọi là phần 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 thực. Còn cái hệ số mà gắn với y á, là gọi là phần ảo, phải không? Như vậy thì phần ảo không phải là nó có cái y vô, phải không? Phần ảo là nó là một cái số thực, phần ảo của số số phức nó là một cái số thực. Thì đối với cái dạng đại số này nè, thì nó có cái định nghĩa là cái số phức liên hợp. Số phức liên hợp là nó ký hiệu là z ngang, chứ không z ngang thì nó sẽ bằng là a trừ b, tức là nó lấy cái phần ảo, nó lấy nó đổi dấu cái phần ảo thì nó ra được cái số phức liên hợp. Về mô đun của số phức thì đối với cái số phức a cộng b như thế này á, thì cái mô đun của nó là căn bậc 2 của a bình cộng b bình, không? Thì đối với phép cộng trừ nhân số phức thì mình thực hiện giống như đối với số thực, nhưng mà khi mà mình gặp cái y bình phương á, thì á, là mình sẽ thay bằng cái trừ 1. À, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như mình có là 2 cộng y mà mình nhân đem nhân cho là y chẳng hạn, như thế này đúng không? Nhân vô thì đây là mình cũng nhân phân phối bình thường, tức là 2 cộng y, 2 2 nhân cho y là 2y. Đấy, còn y rồi mới cộng cho y bình phương, mà y bình phương thì mình sẽ thay bằng trừ 1. Cho nên cái này nó sẽ bằng là trừ trừ 1 cộng 2y. Đúng không? Đấy, thì khi mà mình nhân cái số phức là cộng trừ đó thì giống như mình thực hiện đối với số thực. Còn đối với phép chia thì ví dụ như mình lấy z mà mình chia cho z1 thì mình sẽ lấy z nhân cho cái liên hợp của z1 và mình chia cho bình phương modulus của z1, thì lúc này cái bình phương modulus của z1 là nó là số thực rồi. Ví dụ như mình lấy chẳng hạn như mình lấy 2 cộng cộng y mà chia cho 1 cộng y như thế này. Cộng y như thế này. Thì lúc này nó sẽ là 2 cộng y mình nhân cho là 1 trừ y. Rồi cái bình phương mô đun của cái số phức 1 cộng y này đó, thì bình phương của nó là phần thực bình cộng phần ảo bình, bình phương mô đun của nó thì tức là bằng 2, không? 1 bình cộng 1 bình là bằng 2, đúng không? Rồi ở đây thì mình cứ việc là nhân hai cái số phức là 2 cộng y với là 1 trừ y, mình nhân vô. Không, nhân vô là như thế này, là hai nhân nhân phân phối vô lần lần là 2 nhân 1 là 2, rồi 2 nhân trừ y là trừ 2y đó, rồi y nhân cho 1 là cộng y, đúng không? Rồi là y nhân cho y trừ y là trừ y bình. Ở đây tất cả mình chia cho 2 nè. Rồi sau đó là mình những cái phần nào là phần 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 ảo thì mình cộng lại, chẳng hạn như là trừ 2y mà cộng y thì nó còn trừ y thôi, Thầy trừ ơi, y việc bạn bảo hả? Sao em việc bạn bạn nói gì ạ? dạ em nói là thầy việc bạn nào đó mà bạn bị hóa cho luôn rồi. Việc hả? Việc cho bạn nào? Tôi cho chế độ ghi danh tự động mà, thì em nào vô sau thì tự động nó vô luôn mà. Thấy không? Thì tôi bấm cái chế độ tự động rồi. Rồi bây giờ mình tính tiếp chỗ này ha. Thì bây giờ ở đây mình thấy cái y bình phương là bằng trừ 1, mà trước có dấu trừ nó là cộng 1, phải không? Vậy thì chỗ này nó sẽ là 3 trừ y và chia cho 2. Đấy, thì lúc này nó thực hiện chia giống chia số thực là 3 phần 2 rồi trừ cho 1 phần 2 y. Về về bấm số phức thì mình có thể sử dụng máy tính rồi bấm được.
Đấy, ví dụ như chỗ này mình có là menu 2. Menu 2 là tính số phức đó. Thì bây giờ mình cứ chia số phức, thì mình cứ bấm nhập cái số phức vô rồi mình chia thôi. Như là 1 cộng y, tôi chia lại coi kết quả mình tính đúng không nha. Thì nó là 3 phần 2 trừ 1 phần 2 y này kìa. Thầy ơi, Alo, à, chừng dạ nào lại giùm vậy? em luôn thầy, em không hiểu thầy ơi. Hả? Em không hiểu thầy ơi, chậm chậm xíu. À, em mới học 12, em chưa học số phức phải không em? Dạ chưa. Để thầy nói lại. Thì số phức thì nó có dạng A cộng BI như thế này nè. A cộng BI thế này. Và cái phép nhân số phức thì mình nhân giống số thực vậy đó, nhưng mà khi mà mình gặp cái chỗ nào có y bình phương, cái chữ y ngắn này là bình phương nè, mình sẽ thay bằng âm 1, được chưa? Và chia hai số phức thì mình sẽ lấy cái số phức z nè. Ví dụ như mình lấy z mà chia cho z 1 đi. Thấy không? Z chia cho z 1 thì mình sẽ lấy z nhân cho liên hợp của z 1. Đúng chưa? Rồi mình chia cho cái bình phương modulus của z1. Thì lấy ví dụ chỗ này nè, chỗ này là z của mình đó là 2 cộng y. Còn cái z1 á là nó là 1 cộng y. Thế thì mình lấy 2 cộng 1 và chia cho 1 cộng y, thì 1 cộng y liên hợp của nó là cái gì? Liên hợp của 1 cộng y là 1 trừ y, đúng không? 1 trừ y. Thì cái số phức liên hợp đó, có nghĩa là mình sẽ lấy cái phần phần ảo nó là mình đổi dấu đi. À, ví dụ như đây là A cộng B nè, A cộng BI nè, là số phức Z nè, bây giờ liên hợp của nó là A trừ BI. Thấy không? Tức là mình sẽ lấy cái phần ảo của nó đó, mình đổi dấu đi. Thì bây giờ mình có cái số 1 cộng Y này đúng không? Thì liên hợp của nó là 1 trừ Y. Như vậy thì để lấy 2 cộng Y mà chia cho 1 cộng Y đó, thì mình lấy 2 cộng y nhân cho liên hợp của 1 cộng y, tức là 2 cộng y nhân cho 1 trừ y, rồi mình chia cho bình phương modulus của 1 cộng y. Thì bây giờ cái modulus của 1 cộng y nó là cái gì? Modulus nè, để tôi viết cái modulus của 1 cộng y. 1 cộng y thì công thức của nó là căn bậc 2 của a bình cộng b bình, giống trên đây nè, công thức này nè. Đó. Thì bây giờ hệ số trước cái hệ số cái số 1 này là a nè, là bình phương lên là 1 nè. Còn cái b này là y, là cái hệ số trước y nè. Thì này nó có một y thôi, có chữ y mà đứng một mình thì có nghĩa là nó là 1 nhân y đó. Thì b là 1 luôn. Thì nó là căn 2 đúng không? Mà bình phương modulus lên thì cái này bình phương lên tức là bằng bằng 2. Vậy thì chỗ này mình chia cho bình phương đó tức là mình chia cho số 2 nè, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình lại nhân hai cái số phức này nha. 2 cộng y mà nhân cho 1 trừ y thì mình nhân sao? Mình nhân giống kiểu nhân phân phối bình thường thôi. Đầu tiên mình lấy số 2 này nè, mình nhân cho cái hiệu này. Thì 2 nhân 1 là 2 nè. Đó. Rồi sau đó là 2 nhân cho trừ y là trừ 2 y, đúng không? Rồi sau đó mình lấy cái y này mình nhân cho cái hiệu này. Thì y nhân cho 1 là y. Rồi y nhân cho trừ y là trừ y bình. Nhưng mà cái trừ y, cái y bình này nó bằng trừ 1, mà trừ của trừ 1 là cộng 1, đúng chưa? Thì mình sẽ ghi đầy đủ rồi nè, 2 nè trừ 2 y rồi cộng cho y rồi cộng cho 1, đúng không? Rồi tất cả chia cho 2. Thì thêm bước nữa đi. À, thì ở đây mình sẽ lấy cái phần thực cộng phần thực. Đây là 2 cộng 1 phải không, là bằng 3, đúng chưa? Rồi cái này là trừ 2 y mà cộng cho y là còn trừ y, đúng chưa? Đó. Rồi tất cả chia cho 2 thì 2 trừ y chia 2 thì xin lỗi, 3 trừ y chia 2 thì mình lấy 3 chia 2 là được 3 phần 2 phải không? Trừ y mà chia cho 2 là trừ 1 phần 2 y. Đấy. Còn khi mà mình mà thực hiện bấm máy tính đó, thì mình sẽ tính vào theo cái cách là bấm mod 2 nè. Mod 2 là tính số phức không? Đó. Thì ví dụ như là mình muốn tính cái mô đun của 1 cộng cộng y đi, 1 cộng y thấy không? Thì em bấm shift với dấu giá trị thì gọi là chữ ABS ở trong máy tính của mình. Thì em bấm 1 cộng y vô. 1 cộng y vô. Đấy. Nhưng mà ở đây là bình phương mô đun phải không? Em bấm thêm dấu bình phương nữa thì nó ra số 2.
đây do cái máy tính của thầy nó cài đặt chế độ là làm tròn, thì máy tính này nếu mà mình không làm tròn nữa thì mình bấm số 3 là định dạng theo kiểu bình thường. Thấy không? Là sai này, số 2. Đấy. Thì còn chia hai số phức thì mình cứ lấy số này chia số kia, mình bấm dù như 2 cộng y mà chia cho 2, 1 chia 1 cộng cộng y thì nó sẽ bằng số này, đúng không? Kết quả mình tính tay ra nè, con này bấm máy thì một số vấn đề số phức như thế không. Thì nói tiếp thêm là cái dạng lượng giác là dạng hình học của số phức. Thì mình biết là khi mà mình học số thật á, học số thật á, thì mỗi cái số thật á, là nó sẽ biểu diễn trên một cái trục số. Còn bây giờ mình có một cái số phức như thế này thì biểu diễn, thì cái hình biểu diễn của nó là một cái điểm ở trên cái mặt phẳng này. À, ví dụ như thầy có cái số số phức là z bằng a cộng bi, thì khi đó cái điểm biểu diễn đó là điểm m có tọa độ là ab như thế này. À, điểm m có tọa độ là ab. À, tức là hoành độ của nó là bằng a, tung độ nó bằng b. À, ví dụ như khi mà người ta cho mình một cái đề như thế này. À, người ta cho cái đề, người ta kêu là tìm điểm biểu diễn của số phức. À, tìm điểm biểu diễn của số phức z bằng 3 cộng 5y như thế này. Người ta cho tìm điểm biểu diễn của số phức như thế thì đó là điểm nào đấy. Thì đây mình sẽ có cái điểm M, điểm biểu diễn của nó là tọa độ là 3 5. Thế thôi. Thấy không? Thì nếu mà mình vẽ trên mặt phẳng tọa độ thì ở đây là số 3 ở trên đây là số 5 này. Cái đầu mình giống ra. Thì ở đây nó có một cái điểm M, điểm M có tọa độ là 3 5 này. Thấy không? Này là trục y, cái này trục x nha em. Thì nói về số phức thì trước tiên các em nhớ những cái ý sơ lược như thế, thì từ từ thì khi mà gặp những cái vấn đề nào đó liên quan thì thầy sẽ nói kỹ hơn, được chưa? Về về tiếp theo là về phần khối đa diện á, thì mình phải ghi nhớ các cái công thức tính thể tích của các cái khối như là khối lập phương, rồi khối hợp chữ nhật. Khối hợp chữ nhật nó có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b, chiều cao là c, thì thể tích nó là a nhân b nhân c. Rồi khối lăn trụ thì thể tích nó là bh, b là diện tích đáy và h là chiều cao. Thì đối với các em 12 thì những cái công thức này chúng ta học rồi và nó rất là căn bản, thấy không? Rất căn bản. Về tọa độ trong không gian thì mình ghi nhớ thêm một số ý như thế này. Ví dụ như ở đây là mình có một cái vector trong không gian mà nó có tọa độ là x, y, z. Thì nếu như mà trong không gian mà mình có một vector mà nó tọa độ x, y, z như thế này, thì có nghĩa là vector u này nó sẽ biểu diễn bằng x lần vector y, cộng y lần vector j và cộng z lần vector k. Yeah. Thì trong không gian thì cái hệ tọa độ nó có dạng thế này. Đây là trục x, đây là trục y, đây là trục z. Ở ở đây thì ba cái trục này nó đôi một vuông góc nha, đôi một vuông góc. Tại vì nó nằm ở trong là nó nét đứt rồi, mình vẽ chấm chấm chấm. Thì ở trên đây thì mình sẽ gắn gắn thêm một cái vector gọi là vector y đó. Vector y là chỗ này. Vector y là vector đơn vị nhưng mà nằm trên trục Ox, nha. Còn vector j là vector đơn vị mà nó nằm trên trục OY, và vector k là vector đơn vị và nằm trên trục OZ. Và cái ba vector này nó có tính chất là khi mà mình bình phương modulus của nó lên á thì nó đều bằng một hết. Bằng j bình phương bằng k bình phương bằng một hết. Và cứ hai vector mà khác nhau trong ba vector này nhân với nhau, nhân vô hướng với nhau thì nó bằng không.
chẳng hạn như y nhân z là lúc nào cũng bằng không, rồi rồi y nhân nhân k là bằng không, và z nhân k cũng bằng không. Thì qua ba vectơ như thế này, nó gọi là ba vectơ đơn vị, và một cái vectơ u trong không gian như thế này, vectơ u trong không gian thì nó sẽ biểu diễn bằng x lần vectơ y cộng y lần vectơ z và cộng z lần vectơ k. Thì khi đó cái tọa độ của vectơ u này đó là nó chính là x y z không, còn tọa độ của điểm m nó chính là tọa độ của vectơ om, trong đó o là góc tọa độ không. Ví dụ như mình đây mình có cái điểm o ở đây rồi điểm m nằm đây, thì đây mình nói là mình sẽ được cái vectơ om đúng không, thì tọa độ của vectơ om nó chính là tọa độ của điểm m luôn. Thì nếu như mà mình cho hai cái điểm AB như thế này á, thì khi mà mình cho hai điểm AB nó có ba thành phần tọa độ như thế này đúng không, thì mình sẽ lập được cái vectơ AB đúng không, nó giống như trong cái tọa độ trong trong mặt phẳng đúng không, và độ dài của cái đoạn thẳng AB trong không gian đó, thì mình sẽ lấy tọa độ của điểm sau trừ tọa độ của điểm trước rồi bình phương lên, rồi mình lấy tổng lại, sau đó mình lấy căn bậc hai, thì nó chính là cái khoảng cách giữa hai điểm trong không gian không? Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian. Thì từ cái khoảng cách giữa hai điểm trong không gian này á, là người ta mới định nghĩa một cái mặt cầu mà bán kính tâm y và bán kính r. Ví dụ như trong trong không gian mình có một cái điểm y như thế này đó, và một có một cái bán kính r như thế này, thì tập hợp những cái điểm mà nó quay xung quanh cái điểm y này, nó cách cái điểm y một cái khoảng cách không đổi r đó, thì nó gọi là một cái phương trình mặt cầu tâm y bán kính r. Có bạn nào hỏi gì không ạ? Không có hỏi thì mình tiếp ha. Đấy, thì cái phương trình mặt cầu là cái phương trình dạng này là gọi là cái dạng chính tắc của nó này không, gọi là dạng chính tắc ha. Thì từ cái dạng này mình sẽ xác định được cái tâm y và cái bán kính luôn, xác định được cái tâm y và bán kính luôn. Còn một cái dạng tổng quát nữa là nó sẽ triển khai cái biểu thức này ra, thì nó sẽ có dạng thứ hai gọi là cái dạng tổng quát này, đây gọi là dạng tổng quát không, Dạ thầy ơi, cái dạng đầu tiên gọi là dạng gì thầy? nó gọi là dạng chính tắc thì mình gọi thế thôi. Thì thấy có nhiều tài liệu nó cũng không gọi là dạng chính tắc, nó chỉ gọi cái dạng nó chỉ nói ở phương trình mặt cầu tâm y bán kính r là như thế này. Còn cái dạng thứ hai là cái dạng tổng quát này đó, thì nó phải có cái điều kiện là a bình cộng b bình cộng c bình trừ d nó lớn không ha, thì nó lớn không thì nó mới có căn bậc hai không, nó có căn bậc hai là số dương. Thì bây giờ đó là nếu cho một mặt cầu mà tiếp xúc với một cái mặt phẳng không, tiếp xúc với mặt phẳng b nào đó, một mặt cầu mà tiếp xúc với mặt phẳng b thì cái khoảng cách từ cái tâm y đến mặt phẳng b nó bằng r không, và mặt cầu mà tiếp xúc với một cái đường thẳng d thì khi và chỉ khi là khoảng cách từ y đến đường thẳng thẳng d là r. Như vậy thì tới chỗ này á là gì, thì cái khoảng cách từ một cái điểm đến một cái mặt phẳng là tính như thế nào, thì cái này chúng ta có thể xem cái công xem cái kiến thức lại giùm thầy ha. Nếu như mà bạn nào học qua 12 rồi xem lại, bạn nào học chưa đang học 12 thì chúng ta có thể vài bữa nữa chúng ta sẽ học cái công thức này. Thì tôi nói thêm về cái mà phương trình mặt phẳng á, thì cái phương trình mặt phẳng trong không gian thì do cái gói gọn mà chúng ta học chỉ ôn chỉ có một tiết thôi à, thì cái phương trình mặt phẳng b trong trong không gian, trong không gian thì nó sẽ có dạng là ax cộng bi cộng cz cộng d bằng không, thì ở trong đó n là bằng abc, abc nó gọi là vector pháp tuyến, vector pháp tuyến. Thì ví dụ như mình có một cái phương trình tổng quát của mặt phẳng này trong không gian, và một cái điểm
một một cái điểm Y mà có tọa độ là ABC như thế này. Không, cái này là phương trình mặt phẳng B nè. Không, như vậy thì cái khoảng cách từ cái điểm Y mà đến mặt phẳng B đó thì nó sẽ tính bằng công thức là A chỗ X thì mình thay bằng A nhỏ vô. A nhỏ cộng B B nhỏ và cộng C C nhỏ và cộng D lấy giá trị tuyệt đối, xong rồi, rồi tất cả mới chia cho độ dài của vectơ pháp tuyến, tức là A bình, A lớn bình cộng B lớn bình cộng C lớn bình. Thì đây là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng ở trong không gian. Thì ở trong không gian nó có nhiều cái kiến thức lắm nha, thấy không? Nhưng mà trong cái khuôn khổ của bài này thì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Đấy. Thì một cái đường thẳng trong không gian đó, đường thẳng trong trong không gian thì nó sẽ có một cái vectơ gọi là vectơ chỉ phương. Vectơ chỉ phương là nó ký hiệu là U và một cái điểm đi qua. Điểm đi qua nó ký hiệu là điểm M, có tọa độ là x0 y0 z0. Còn vectơ U này á, thì nó sẽ có tọa độ là U1, U2, U3 đi chẳng hạn. Thì cái đường thẳng trong không gian này đó thì cái phương trình nó sẽ là, nó có hai dạng phương trình là phương trình tham số. Phương trình tham số là x bằng x0 cộng u1t và y bằng y0 cộng u2t và z bằng là z0 cộng là u3t. Thấy không? Còn cái phương trình chính tắc của nó là chính tắc của nó là x trừ x0 chia u1 bằng y trừ y0 chia u2 bằng z trừ z0 chia u3. Thì cái này là cái phương trình chính tắc của đường thẳng trong không gian này. Thấy không? Thì bây giờ mình muốn tính cái khoảng cách từ một cái điểm Y mà đến một cái đường thẳng D trong không gian. Đường thẳng D là lúc nãy mình cho phương trình như thế này. Thấy không? Hoặc là phương trình bên đây. Thì nó có cái vectơ chỉ phương và điểm đi qua thế này. Như vậy thì ở đây mình sẽ tính cái gì? Nó sẽ có công thức tính là nó chính là độ dài của vectơ tức có hướng của vectơ là MI nhân vô hướng với nhân có hướng với vectơ U. Vectơ U là vectơ chỉ phương của nó. Rồi xong đó là mới chia cho là cái độ dài của vectơ U. Thì cái công thức nó thế. Thì cái tích có hướng của hai cái vectơ này tính như thế nào thì nữa chúng ta xem lại, hoặc là vào buổi sau thầy sẽ nói thêm. Và còn cái phần là tích phân á, tích phân thì chúng ta cần ôn lại các cái công thức nguyên hàm của các hàm cơ bản, thấy không? Cái công thức này, nguyên hàm của các hàm cơ bản. Nếu nào em nào mà chưa có công thức này thì nói với thầy, thầy sẽ gỡ gỡ qua Zalo cho, hoặc là gỡ qua nhìn vào cái nhóm Facebook mà hôm trước thầy Hồng lập đó, thì gỡ thêm cái công thức này. Về cái tích phân xác định thì mình sẽ có, ví dụ như mình sẽ có f lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x, thì tích phân xác định của f nhỏ x trên khoảng AB nó sẽ bằng f lớn b trừ f lớn a, đúng không? Thì đây là cái công thức tính tích phân xác định. Công thức này nó gọi là công thức Newton-Leibniz. Thì khi là trong cái đề nó chỉ hỏi cái công thức thôi, nó chỉ hỏi công thức coi mình nhớ công thức không, chứ nó không yêu cầu tính. Và các cái công thức biến đổi thì thường là nó hỏi là khi mà mình đặt t như vậy thì cái tích phân xác định này nó sẽ biến đổi như thế nào. Không, thì ở đây thì đối với cái công thức đổi biến tích phân thì nó có hai cái công thức gọi là đổi biến theo chiều thuận và đổi biến theo theo chiều nghịch. À, theo chiều nghịch thì đều đổi biến theo chiều thuận, có nghĩa là từ cái tích phân này là mình sẽ đặt x là một cái hàm theo t. À, x nếu mà mình x mình đặt là cái hàm theo t là phi t như thế này á, thì mình sẽ tính cái vi phân dx theo là biến t.
tức là mình có công thức tính vi phân là dx nó sẽ bằng là phi phẩy t dt, tức là đạo hàm của một hàm theo t rồi nhân thêm dt nữa, rồi mình đổi cặn xong rồi mình thế vô công thức này. Còn công thức đổi biến theo chiều nghịch là cái biểu thức tích phân mình nó sẽ có cái dạng là vi phân của một cái hàm f nào đó, rồi tức là nó có f phẩy nhân với dx rồi. Vậy thì mình sẽ đặt cái fx ở bằng t, vậy thì mình sẽ đổi đổi ngược lại thì tích phân của fx rồi nhân cho f phẩy x dx thì nó sẽ bằng là tích phân của t dt. Về công thức tích phân từng phần thì mình nhớ công thức là tích phân của u dv thì bằng u nhân v trừ cho tích phân của vdu. Thì mình sẽ nhớ thêm một số ý như thế. Còn về cái chương trình 11 thì ở đây nó có cái phần tổ hợp á. Tổ hợp thì các em xem lại hai cái quy tắc điếm. Quy tắc điếm thì ở đây nó có quy tắc cộng và quy tắc nhân. Thấy không? Thì cái quy tắc cộng đó là như thế này. Mà mình tiến hành mình làm một công việc nào đó mà mình có hai cái phương án. Có hai phương án. Mình có thể làm hoàn toàn công việc đó bằng phương án 1 hoặc là hoàn toàn công việc đó bằng phương án 2. Nhưng mà phương án 1 là mình lại có n cách thực hiện. Phương án 2 mình cũng có n cách thực hiện, có m cách thực hiện, thấy không? Đấy, như vậy thì ở đây mình sẽ có n cộng m cách thực hiện cái công việc này. Đấy, thì cái này quy tắc cộng, giống như kiểu mình đi từ điểm A đến điểm B thì mình có hai cái phương án là phương án mình đi đường thủy, thấy không? Rồi phương án mình đi đường bộ. Còn phương án đi đường bộ á, thì mình có 4 cách đi. Rồi phương án đi đường thủy mình có 3 cách đi. Như vậy thì mình sẽ có 7 cách đi từ A đến B. Còn cái quy tắc nhân á, quy tắc nhân thì một công việc nó phải được làm qua hai cái giai đoạn. Đấy không? Hai giai đoạn. Như vậy thì mình muốn hoàn thành công việc này mình phải tiến hành đủ hai giai đoạn này. Đủ hai giai đoạn này, thiếu một giai đoạn nào không được. Đấy không? Thì cái giai đoạn 1 ví dụ như mình có n cách thực hiện. Đấy không? Giai đoạn 2 mình có m cách thực hiện. Thì khi đó mình sẽ có n nhân m cách thực hiện. Một cái ví dụ đơn giản cho quy tắc nhân là ví dụ như mình muốn diện một cái bộ đồ, diện một cái bộ đồ đi, một bộ đồ gồm một áo một quần ha, gồm một quần. Bây giờ mình có ba cách chọn áo, có ba cách chọn áo và có bốn cách chọn cái quần. Như vậy thì mình sẽ có 3 nhân 4 bằng bằng 12 cách, đúng không? 12 cách diện cái bộ đồ này. Đấy. Thì đó là hai cái quy tắc điếm ha. Còn một số cái khái niệm liên quan nữa là cái khái niệm về hoán dị và số hoán vị. Vì hoán vị là gì? Bây giờ mình có n người, bây giờ mình xếp chỗ ngồi cho n người đó theo một cái hàng ngang, thấy không? Thì mỗi cách xếp nó chính là một hoán vị của n phần tử. Thì số cách xếp chính là số hoán vị đó, số cái hoán vị nó chính là n dây thừa. Ví dụ như mình có ba người thì số cách xếp của nó là nhiêu? Ví dụ như mình có ba người thì mình sẽ có là ba dây thừa bằng sáu, sáu cách xếp. Không. Đấy, thì cái số hoán vị của nó là 3 dây thừa bằng 6. Thì đây là hoán vị và số hoán vị. Và về cái khái niệm tiếp theo đó là tổ hợp và số tổ hợp. Thì tổ hợp là gì? Bây giờ mình có n phần tử, bây giờ mình lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra. Mình lấy ra ngẫu nhiên cùng lúc ra k phần tử. Thì ở đây mình gọi là nó là một cái tổ hợp chập k của n. Đúng chưa? Đó là một tổ hợp chập k của n. Thì số tổ hợp chập k của n nó ký hiệu là ckn, đúng không? Ckn. Ckn này thì nó n dây thừa chia k dây thừa nhân cho n trừ k dây thừa. Đó. Thì n ở đây k ở đây là nó phải là một cái số từ 0 đến n mới được ha. Ví dụ như là trong một cái hộp của mình đó là nó có 5 sản phẩm. Ví dụ như trong cái hộp mình có 5 sản phẩm này.
trong hộp có 5 sản phẩm. Bây giờ mình lấy ra cùng lúc hai sản phẩm, không? Đấy, lấy ra cùng lúc hai sản phẩm thì lúc này mình sẽ có các chúng ta sẽ có là C25 bằng 10 cách lấy. Và cái C C25 này mình bấm máy bằng cách này, cái chế độ mode 1 tính toán siêu thực nha. Thì mình sẽ bấm số 5 trước rồi bấm shift dấu chia rồi rồi, rồi số 2 ha. Thì nó ra bằng 10 nè. Còn khái niệm tiếp theo đó là chỉnh hộp và số chỉnh hộp. Bây giờ là mình nếu mà mình cũng có một cái hộp mà nó có n phần tử không, nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy ra lần lượt không hoàn lại k phần tử, không đó, lấy ra lần lượt không hoàn lại k phần tử thì mình sẽ được một cái chỉnh hộp chập k của n, và số chỉnh hộp chập k của n thì nó sẽ tính theo công thức là ak n bằng n dây thừa chia cho n trừ k dây thừa, không? Đấy. Ví dụ như là một trong tổ mình đó, nó có 10 người, một tổ có 10 người. Bây giờ mình sẽ chọn ra hai người làm tổ trưởng và tổ phó. Tổ phó thì số cách chọn nó sẽ là gì? Số cách chọn nó sẽ là A20, đúng không? Thì ở đây mình sẽ lấy 10 dây thừa chia cho 8 dây thừa, thì 10 trừ 2 là 8, không? Tức là nó bằng 10 nhân 9, 10 nhân 9 là bằng 90, 90 cách. Thì để bấm chỉnh hộp thì mình cũng bấm cái số n trước, đúng không? Rồi mình bấm shift di vô nhanh. Thì nó ra 90. Đấy. Thì đó là về về tổ hợp. Còn về xác suất thì mình nhớ một cái số ý như thế này thôi. Tức là xác suất của một biến cố A thì mình sẽ lấy số phần tử của A mình chia cho số phần tử của omega. Thì ở đây đó là cái mô hình này nó gọi là mô hình xác suất theo cổ điển. Không? Thì ở chương trình phổ thông thì chúng ta chỉ học xác suất theo cổ điển thôi. Và để tính xác suất theo cổ điển này nó có một số công thức, chẳng hạn như là xác suất này của biến cố hợp, tức là A hợp B đó, tức là cái này có nghĩa là cái biến cố A hợp B này á, thì có nghĩa là có ít nhất một trong hai cái biến cố A B xảy ra thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A cộng xác suất biến cố B trừ đi cho xác suất của biến cố A do B. Thì A do B này nó cũng có nghĩa là cả A B cùng xảy ra, AB cùng xảy ra, AB cùng cùng xảy ra nha, là biến cố A do B này, nó gọi là biến cố A do B. Còn trong trường hợp hai biến cố xung khắc á, thì xác suất của biến cố A hợp B bằng xác suất của biến cố A cộng xác suất biến cố B. Thì xác suất của biến cố A do B đó, tức là xác suất của A B cùng xảy ra thì nó sẽ tính theo công thức này, nó tính bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Mà thường á là trong phổ thông á là nó hay cho cái công thức xác suất của hai biến cố độc lập, không, xác suất của hai biến cố độc lập. Đã. Thì một số vấn đề thì nói một số vấn đề liên quan đến cái kiến thức phổ thông để mà mình nói về cái giải những cái câu này. Đấy. Thì bây giờ mình đi vào cái đề, cái này là cái đề số 1, tôi lấy cái đề tham khảo của Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Đề 1. Thì ở đây cái câu 1 là nó liên quan đến lĩnh vực hàm số anh chị. Không? Thì nó hỏi có bao nhiêu cái số nguyên m để thỏa mãn cái điều này. Để cái hàm này là và trục vành nó có điểm chung. Đúng không? Có điểm chung thì lúc nãy mình nói về cái hàm bậc 3 đó. Thì cái đồ thị của nó là cái miền giá trị của nó là từ vô trừ vô cùng đến cộng vô cùng, và cái đồ thị của hàm bậc 3 thì lúc nào cũng cắt trục vành ít nhất tại một điểm, không, ít nhất tại một điểm, có khi là nó cắt hai điểm, có khi cắt ba điểm.
nhưng mà nó phải có ít nhất một điểm. Có nghĩa là cái phương trình bậc 3 mà mình bấm thì lúc nào nó cũng có ít nhất một điểm. Thấy không? Vậy thì ở đây là với mọi giá trị của M thì cái hàm này luôn luôn có cái điểm điểm chung với trục vành. Cho nên là số giá trị nguyên của M đây là vô số, vô số. Thấy không? Còn câu 42 đó thì trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp các cái điểm biểu diễn của số phức mà nó thỏa mãn cái điều kiện này. Nó thỏa mãn cái điều kiện này. Thấy không? Thì bây giờ mình sẽ đặt z nó bằng là x cộng y, thấy không? X cộng y thì lúc này cái số phức mà z trừ y đó, z trừ y này thì nó sẽ bằng là x cộng cho y trừ 1 tất cả nhân y ngắn. Đúng chưa? Đó. Thì bây giờ cái mô đun của z trừ y này nó là cái gì? Mô đun của z trừ y này thì nó sẽ bằng là x bình, nó bằng phần thật bình đúng không, cộng phần ảo của số phức z trừ y này nó là y trừ 1. Đó. Mình vương lên và lấy căn bậc 2. Mà theo đề bài cái thằng này nó bé bằng 1 đúng không? Thằng bé bằng 1 tại mô đun của nó bé bằng 1. Thì bây giờ mô đun của nó mà bé hơn bằng 1 như thế này thì khi đó mình bình phương lên nó cũng bé bằng 1 luôn, tại hai số này là dương hết rồi. Ha, dương hết rồi. Thì nó sẽ ra là x bình cộng y trừ 1 tất cả bình lúc nào cũng bé bằng 1. Mà nếu dấu bằng ở đây xảy ra nó thì nó chính là phương trình của đường tròn đúng không? Thì còn nếu bé hơn thì nó là cái hình tròn. Thì khi mà mình biểu diễn lên 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 cái mặt phẳng tọa độ thì nó như thế này kìa. Thế này. Thì một cái điểm mà có tọa độ là 0 1, 0 1 là thế này. À, điểm này là điểm y có tọa độ 0 1 nè. Thì tập hợp những cái điểm mà nó cái khoảng cách nó từ từ cái điểm đó đến đến cái điểm y này không quá một, không quá một thì nó chính là cái hình tròn này, thấy không? Hình tròn này. Thì gì thì tập hợp nó là gì đây? Thì suy ra là điểm biểu diễn, điểm biểu diễn của Z là M, nó thuộc cái đường tròn, thuộc thuộc cái hình tròn, hình tròn luôn em. Cái này là hình tròn, hình tròn này là tâm ở đâu? Tâm y có tọa độ là 0 1 ha, và bán kính của nó là bằng 1, bán kính bằng 1, bán kính là 1. Cho nên là chỗ này là mình chọn đáp án D. Đây. À. Hình tròn tâm 0 1 và bán kính cho nó là 1. Thì nhắc lại, nhắc thêm là thế này kìa. Khi mà người ta viết như thế này, x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r bình phương thì cái này là đường tròn. Lưu ý cái chữ đường với chữ hình nha. Là đường tròn. Tâm y. Tâm y là AB. Bán kính là r. Thì cái này nó giống như cái phương trình mặt cầu phải không? Nhưng mà cái này nó là trong không gian, trong mặt phẳng hai chiều thôi cho nên nó gọi là đường tròn. Còn nếu mà nó viết như thế này các em, x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương mà bé hơn bằng r bình phương thì cái này lại là hình tròn, hình tròn. Hình tròn này là tâm y, cũng tâm y đúng không, tâm y ab và bán kính là r. Thì cái hình tròn có nghĩa là sao? Hình tròn có nghĩa là nó gồm cái đường viền này và tập hợp những cái điểm nằm ở trong cái đường đó luôn, gọi là hình tròn đúng không? Còn cái đường tròn là nó chỉ kể những cái điểm nằm ở trên cái biên thôi. Đó, thì nó gọi là đường tròn.
em lưu ý như thế ha. Còn cái câu 43 này á, thì nó hơi gắt gói không, nó hơi phức tạp, hơi phức tạp. Thì thời gian nó ít quá cho nên là thầy nói thêm tới 11 giờ luôn đi ha. Thì theo cái chương trình của chúng ta là nó có 45 phút rồi. Bữa nay do mình dính lý thuyết cho nên nói hơi nhiều. Bây giờ cái hình lập phương á, thì cái cạnh là A đó, thì cái thể tích của nó đó, khối lập phương mà cạnh là A thì thể tích của nó là A mũ 3, đúng chưa? Đó. Thì bây giờ ở trên đây mình lấy cái điểm M nè, sao cho là từ từ B đến M đó là nó bằng hai lần từ M đến B phẩy, đúng chưa? Có nghĩa là M B phẩy này nó chiếm 1 phần 3 A, còn K đó lại là trung điểm của D D phẩy, đúng chưa? Rồi mình sẽ có cái mặt phẳng CKM này, nó sẽ chia cái khối lập phương thành hai cái khối đại diện, và mình gọi V1 là thể tích của cái khối mà nó chứa đỉnh C phẩy đó, thì V1 nó tính bao nhiêu a à. Thì bây giờ cái hình hình minh họa của mình như thế này em, thì em thấy là cái đoạn CM này mình kéo dài ra trên cái mặt phẳng BC C phẩy B phẩy này nè, BC B phẩy C phẩy này, mình kéo dài cái đoạn CM ra thì nó sẽ cắt cái CM với là C phẩy B phẩy này, nó cắt nhau tại điểm E nè, đúng chưa? Cắt nhau tại điểm E đấy. Rồi tương tự vậy thì trên mặt phẳng CD này, CD phẩy C phẩy, mình kéo dài cái thằng CD này ra, CK này ra, thì nó sẽ cũng cắt cái C phẩy D phẩy tại điểm F. Thì em thấy cái điểm F với cái điểm E này nó đều nằm ở trên cái mặt phẳng đáy A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy hết, không? Đó. Cho nên là cái EF này mà mình nói lại đó, mình nói lại thì chắc chắn là nó sẽ cắt hai cái cạnh là A phẩy B phẩy và A phẩy D phẩy tại G và H như thế này. Như vậy thì em thấy là cái khối V1 của mình đó, cái khối mà nó có thể tích V1 đó, là cái khối là gì? C phẩy là CK, D phẩy rồi H rồi G rồi B phẩy M. Cái khối này nó phức tạp lắm. Nhưng mà nó lại nằm ở trong cái khối tứ diện. Khối tứ diện này là em này là C nè, đỉnh nó là C nè. Thấy không? Đỉnh nó là C, còn còn cạnh đáy của nó là E C phẩy F. Thấy không? Như vậy thì ở đây mình sẽ tính là mình muốn tính cái V1 á, thì cái V1 mình nó sẽ bằng là thể tích của cái thằng C phẩy CEF EF không? Và mình sẽ trừ đi cho hai cái khối nào, trừ đi cho cái thể tích của cái khối là B phẩy, cái khối mà nó có cái đỉnh là B phẩy nè, B phẩy chỗ này nè, và cái đáy của nó là EGM, đúng không? Đáy nó là EGM, và mình trừ thêm cái khối là gì đây, cái đỉnh là D phẩy, V của D phẩy, và cái đáy của nó là HKF, HKF, đúng không? Thế thì em có ước lượng được, có tính được cái những cái khối này đều là cái khối tứ diện vuông hết rồi em, khối tứ diện vuông hết rồi. Thì cái thể tích của thằng này thì nó sẽ bằng 1 phần 6 thể tích của tứ diện vuông, đó là cái đỉnh C này nè, C phẩy này nè là đỉnh vuông, đúng không? Cái tứ diện vuông này thì em cứ cứ lấy ba cái cạnh bên của nó nhân với nhau, ba cái cạnh góc vuông của nó nhân với nhau, cạnh bên vuông không rồi nhân với nhau và chia 6. Đấy, tứ diện vuông mà, tứ diện vuông thì mình có công thức riêng. Còn cái tứ diện bình thường á, tứ diện bình thường hay gọi chớp tam giác đó, thì mình sẽ tính theo công thức là 1 phần 3 diện tích A nhân chiều cao, thấy không? Thì cái thể tích của thằng này thì nó sẽ bằng là C phẩy C rồi nhân cho gì? C phẩy F. C phẩy F rồi nhân cho C phẩy E. C phẩy E. Rồi, thì trừ đi cho 1 phần 6. Cái khối này thì nó ra cái gì? Nó cũng là tứ diện vuông, vuông tại điểm điểm B phẩy nè,
thì nó 1 phần 6 là b phẩy m rồi nhân cho b phẩy g, b phẩy g rồi nhân cho b phẩy e, b phẩy e đấy. Còn còn cái khối bên đây, cái đỉnh d nè, đỉnh d thì thể tích của nó lại là 1 phần 6 d phẩy k, d phẩy k rồi nhân cho d, d phẩy h rồi nhân cho d phẩy e đó. Thì em thấy là theo định lý Thales thì mình có thể tính được là gì, b bg, mình tính được cái bg không, bg nó tính theo a được không đó, rồi tính là be tính theo a được không đó, rồi đó là d phẩy f là mình tính được không, d phẩy f cái này là d phẩy f không, d phẩy f là tôi ghi thành d phẩy e, d phẩy f không, nó cũng tứ diện vuông không à. Đó, thì mình sẽ tính như theo mấy công thức này mình tính ra. Thì tôi cho các em cái số các em tính nè. Đó, thì mình thấy ở đây là cái BM là B phẩy M là nó bằng 1 phần A, 1 phần 3 A đúng không? B phẩy M thì nó bằng A chia 3. Thấy không? B phẩy M. Như vậy thì cái BE nó cũng 1 phần 3 A. B phẩy E nó cũng bằng 1 phần 3 A. Đúng không? Theo định lý Thales mà. Theo định lý Thales mà. Đó, cái thằng này nè. Nó chia cho cái thằng ở dưới đây. Nó sẽ bằng cái bằng B phẩy M mà. B phẩy M. Không, cái này. Không, cái này nó bằng A chia 2 mới đúng. A chia 2. A chia 2. Đúng không? Tại vì mình có nè. Là e b phẩy mà chia cho bc không? Hai hai tam giác đồng dạng này, tam giác này với tam giác này nè, thì nó sẽ bằng là b phẩy m chia cho b bm đó. Bằng cạnh này chia cạnh này không? Thì cái này bằng 1 phần 2 không? Nhưng mà cái thằng a này nó bằng a, cái bằng bc nó bằng a rồi, cho nên là mình sẽ được cái này là a chia 2. Vậy thì ở đây mình sẽ suy ra được là cái c phẩy e nó sẽ bằng 3 phần 2 a không? Là 1 mà cộng thì 1 phần 2 là 3 phần 2 đấy. Rồi mình lại áp dụng cái còn cái c phẩy f là nó bằng nhiêu, c phẩy f là nó bằng 2a đúng không, c phẩy f là nó gấp đôi cái c phẩy d phẩy. Mình cũng tính theo cái định lý Thales thôi. Còn còn cái d phẩy h thì nó lại bằng 1 phần 2 cái c phẩy e không, 1 phần 2 của 1 phần 2 của 3 phần 2 là ra như mình có là d phẩy h, d phẩy h nè, chia cho c phẩy e, c phẩy e bằng d phẩy f, bằng d phẩy f, bằng d phẩy f nè, d phẩy f là cạnh này, d phẩy f là cạnh này, chia cho c phẩy f, c phẩy f và nó cũng bằng 1 phần 2 ha, 1 phần 2, 1 phần 2 vậy thì suy ra là cái d phẩy h nó 1 phần 2 của c phẩy e, d phẩy e mà c phẩy e là mình tính ở trên đây là nó bằng 3 phần 2 a đúng không, hai thì cái thằng này nó bằng 3 phần 4 không, 3 phần 4. Thì mình cũng tính lần lần ra như thế là mình sẽ tính được mấy cái công thức này kia. Thì cái này thì để lại để cho các em tính kỹ, là có cái gì thì tính không được thì trao đổi ha. Cái đáp án đó như là đáp án D đó. Em coi lại thầy có phải D không nha. Thì thầy hướng dẫn tính sơ sơ. Đấy, còn câu 44 là cái phương trình của mặt cầu, cái phương trình mặt cầu lúc nãy mình nghiên cứu rồi đúng không?
Thì ở đây mình coi cái phương trình nào mà cái tâm nó là như thế này, tâm như thế này, thấy không? Tâm nó là âm 6 rồi âm 3 và căn 2 trừ 1, thấy không? Thì ở đây mình coi là x trừ a nè, x trừ trừ cho trừ căn 6 là x cộng căn 6, đúng không? Thì chỗ này mình có x cộng căn 6 hết rồi, bốn phương trình này có x cộng căn 6 hết rồi. Rồi tới y cộng cho căn 3 bình phương lên, y cộng căn 3, tất cả phương trình này có y cộng căn 3 hết. Và z trừ cho cái này, em coi coi cái phần thứ ba của nó là phải z trừ c tất cả bình, đúng không? Z trừ c tất cả bình. Nhưng mà c của mình nó bằng cái số này gì thì nó sẽ bằng là z trừ cho căn 2 cộng 1, căn 2 trừ 1, không? Tất cả bình lên. Tức là bằng z trừ căn 2 cộng 1 bình phương lên. Thì em coi cái nó chỉ có hai cái phương trình chỗ này thôi. Phương trình chỗ câu câu A với câu D là nó sẽ có cái tâm là như thế này. Đấy, như vậy thì câu A câu D này nó phân biệt ở chỗ là một cái là bán kính là bằng căn 3, cái này là bình phương, R bình phương là 3, đúng không? Còn cái bán kính là 9, vậy thì mình chọn cái nào? Mình biết là cái này thằng này nó tiếp xúc với trục OZ. Tiếp xúc với trục OZ thì gì thì cái mặt cầu nè là tiếp xúc với OZ, đúng không? Với OZ thì suy ra là cái khoảng cách từ cái điểm Y này đến cái trục OZ nó sẽ bằng R, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ tính tính được cái khoảng cách này ra. Thì đối với các cái trục tọa độ thì nó có công thức như thế này các em. Thầy nhắc lại, nhắc kiến thức lại. Ví dụ như mình có một cái điểm M là x0, y0, z0 đi. Thì cái khoảng cách từ điểm M mà đến điểm O tức là bằng OM, đúng không? Thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của x0 bình cộng y0 bình và cộng z0 bình luôn. Đó là tính tới điểm O, phải không? Tính là góc tọa độ, nhưng mà tính tới cái trục tọa độ thì sao? Thì bây giờ mình có khoảng cách từ điểm M mà đến cái trục OX. Em lưu ý ha, trục OX. Thì khi đó em chiếu cái điểm này xuống trục OX rồi, thấy không? Đấy, chiếu trục OX thì lúc này thì nó sẽ còn căn bậc 2 của là y0 bình cộng z0 bình. Bỏ x ra. Bỏ x ra. Tính tới trục OX thì em bỏ x ra. Đấy, nếu mà tính cái khoảng cách từ điểm M này đến trục OY thì mình lại bỏ y ra. Thì nó còn ở căn bậc 2 của gì? X0 bình cộng Z0 bình. Và bây giờ mình muốn tính cái khoảng cách này đến cái trục OZ. Thì bây giờ mình bỏ cái Z ra. Thì nó sẽ là X0 bình cộng Y0 bình. Mình bỏ ra từ từ, đúng không? Tính tới một điểm, tính tới một đường thẳng. Bây giờ tính tới mặt phẳng. Ví dụ mình tính tới mặt phẳng M, mà tính tới mặt phẳng OXY đi. Thì lúc này mình sẽ bỏ xy ra luôn thì nó còn chỉ tuyệt đối với z0 thôi. Đấy. Còn cái khoảng cách từ điểm M mà đến trục đến mặt phẳng OXZ thì nó bằng chỉ tuyệt đối của y0. Tức là bỏ x, bỏ y, bỏ z ra, đúng không? Đó. Khoảng cách từ điểm M mà đến mặt phẳng OYZ thì nó sẽ bằng chỉ tuyệt đối của x0. Đấy. Thấy chưa? Thì ở đây đối với cái câu này là mình sẽ sử dụng cái nào? Là khoảng cách từ một cái điểm đến trục OZ, đúng không? Trục OZ là cái này. Đấy. Và lúc này là mình sẽ lấy cái x độ bình cộng y độ bình, đúng không? Mình lấy căn bậc 2. Thì trong cái bài này mình lấy x độ bình đó là căn 6 bình, đúng không? Thì mình tính là áp dụng nè. Thì ở đây mình sẽ có cái khoảng cách từ cái điểm y mà đến với trục OZ. Thì lúc này nó sẽ bằng là căn bậc 2 của x0 bình cộng cho gì đây? Y0 bình. Thì lúc này x0 của nó là gì? X0 của nó là trừ căn 6, trừ căn 6 bình phương lên là 6 em. 6 đúng không? Đấy. Rồi rồi y0 bình của nó là trừ căn 3 bình phương lên là 3. Vậy là 6 cộng 3. Lấy căn bậc 2 ra tức là bằng 3. Vậy thì nó sẽ bằng R. R bằng 3. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn phương án D. Ở đây chọn phương án D.
thì cái câu này mình chọn phương án D. Đó, còn tiếp theo tôi giải thêm một câu nữa đi, giải thêm câu 5 đi, còn mấy câu còn lại chúng ta buổi sau, chúng ta sẽ buổi sau có học toán thì thầy sẽ sửa. Thì bây giờ tôi giải thêm cái câu 45 nữa đi ha. Bây giờ ở đây đó mình hãy nhớ cái gì, ở đây mình nhớ cái gì, ở đây là mình đặt t bằng sin nè. Đặt t bằng sin thì ở đây đó là nếu mà t bằng sin x thì mình lấy vi phân lên đúng không, lấy vi phân lên thì mình sẽ được cái dt nó sẽ bằng là cos x dx đúng không. Thì cái tích phân này đó là cái y này đó, đầu tiên cái y này á, là mình sẽ ghi thành tích phân từ 0 đến pi chia 2 của cái cos này là cos cos mũ 4, cos mũ mũ 5 thì mình ghi thành cos mũ 4 nhân cho sin bình x không, rồi nhân cho cos x y x y. À, ở đây nó có cos x dx nè. À, cos x dx. Thì cos x dx lát nữa mình sẽ thay bằng dt đúng không? Còn còn cái cos mũ 4 x á thì mình sẽ thay bằng là cos bình x và tất cả bình phương. Mà cos bình x thì nó bằng là 1 trừ sin bình đúng không? 1 trừ sin bình x. Bình phương này. Tức là lúc này nó sẽ bằng là 1 trừ t bình tất cả bình. Và mình ở đây mình đổi cận luôn không, đổi cận luôn, nếu mà x bằng 0 thì siga là gì, sin x bằng 0, sin x nó bằng 0 à. Tức là t bằng 0 luôn. À, còn nếu mà x bằng pi chia 2 thì siga t t bằng sin của pi chia 2 mà sin pi chia 2 là bằng 1 đúng chưa. Như vậy thì ở đây mình đổi cận xong rồi nè. Nếu x bằng 0 thì t bằng 0 và x bằng pi chia 2 thì t bằng 1. Đấy. Như vậy thì ở đây mình sẽ suy ra được cái y nó xuống là nó này nó sẽ bằng gì? Y là cái tích phân của mình đó. Cái cận là từ 0 đến 1. Còn cái cos cos mũ 4 nè, mình sẽ thay bằng gì? 1 trừ t bình. 1 trừ t bình tất cả bình. Còn cái sin bình đó, sin bình chỗ này đó mình sẽ thay bằng gì, t bình, t bình. Đó, còn còn cái dx đó, dx cos x dx thì mình sẽ thay bằng dt, cos x dx mình sẽ thay bằng dt. Thì tóm lại là cái tích phân y của mình nó sẽ tính theo cái này. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn công thức nào, thức a đúng chưa. Này, đáp án của mình nó sẽ là 1 trừ t bình tất cả bình đúng không? Rồi nhân cho t bình nhân dt. Đây, mình chọn A. Đấy, thì ở đây là tôi hỗ trợ cho tới câu 45 đi, còn còn mấy câu sau thì buổi sau mình sẽ gặp tiếp ha. Sao cả. Thì buổi buổi học đầu tiên của mình về môn môn toán thì đến đây xin tạm dừng. Thì có thắc mắc gì thì các em có thể trao đổi với thầy ở trên cái nhóm Facebook ha. Rồi thầy xin xin chào các em.